Lộ xe mới do Thaco phân phối cạnh tranh Hyundai Solarity và Fortangit, thương hiệu châu Âu, thiết kế lạ, lắp ráp tại Việt Nam. Trong thông báo mới nhất của EVGO trên trang chủ, doanh nghiệp có trụ sở tại Ý đã công bố hợp tác chiến lược với Thaco để mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Theo thông báo này, Thaco là nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối xe minibus mang thương hiệu EVGO. EVGO nhận định thị trường minibus tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh, đồng thời đây cũng là thị trường quan trọng để EVGO khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á. Công ty Y còn cho biết Thaco là doanh nghiệp hàng đầu và là đối tác chiến lược lâu dài của EVGO trong việc sản xuất, lắp ráp và phân phối xe thương mại, trước mắt là minibus. Một trong những sản phẩm chính mà EVGO mang đến Việt Nam đầu tiên là mẫu EVGO Daily. Đây được coi là mẫu xe chiến lược của hãng. Mẫu xe này được lắp ráp ngay tại Việt Nam. Trên trang web của EVGO cũng úp mở hình ảnh mới về chiếc xe này. Trước đó, vào cuối năm 2019, một vài chiếc minibus với lớp ngụy trang kín mít đã được chạy thử nghiệm trên đường phố Việt Nam, xuất hiện từ Nam ra Bắc, trên nhiều cung đường. Mặc dù đã được che chắn cẩn thận, những đường nét thiết kế chính của xe tiết lộ rằng đây chính là mẫu EVGO Daily. Có thể thấy, Thaco đã kiểm tra và thử nghiệm xe khá nghiêm ngặt trước khi bán mẫu minibus hoàn toàn mới này ra thị trường. Điểm ấn tượng của EVGO Daily chính là kích thước lớn. Mẫu xe này lớn hơn Ford Transit và cả với Hyundai Solarity. Thiết kế xe hiện đại kiểu châu Âu và được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, như đèn LED định vị ban ngày, trần xe cao hứa hẹn sẽ có không gian để hành lý rộng rãi. Đáng chú ý, bánh sau của Daily là dạng kép, điều hiếm thấy trên các mẫu minibus bán tại Việt Nam. Transit và Solarity đều sử dụng bánh đơn. Thông tin chi tiết hơn về EVGO Daily chưa được tiết lộ. Đối chiếu theo thị trường quốc tế, xe được trang bị động cơ diesel với nhiều tùy chọn, cao nhất là loại đạt chuẩn Euro 6, hộp số sàn hoặc bán tự động 6 cấp. EVGO Daily sẽ cạnh tranh trực tiếp Ford Transit và Hyundai Solarity. Tại Việt Nam, Transit hiện là vua doanh số phân khúc với số lượng xe bán ra trong 8 tháng đầu năm đạt 708 chiếc. Là xe lắp ráp trong nước lại mang thương hiệu Ý do Thaco phân phối, Daily sẽ là đối thủ đáng gờm với cả Transit và Solarity. Hai mẫu xe này đều chưa được nâng cấp trong những năm gần đây.